Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 103, ngày 6. Ông Abraham tin lời Chúa. Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 6, câu ghi nhớ Hebrew đoạn 11 câu 8. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 6, Kinh Thánh Cựu Ước trang số 9. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75, Abraham dẫn Sarah vợ mình, Lót cháu mình và cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây dẻ bợp của Môrê tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Câu ghi nhớ ở trong Hebrew đoạn 11 câu 8. Hebrew gần cuối Kinh Thánh. Mười một câu tám. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Câu nào câu ghi nhớ nha. Vì Kinh Thánh bị rách và dán băng keo lại cho nên chỗ nào dán băng keo thì không có tô màu được. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Trong phần tìm hiểu, Đức Chúa Trời bảo ông Abraham làm điều gì? Chìa khóa là bỏ một lấy một. Như vậy thì cứ một cái chữ mình bỏ một chữ lấy một chữ là chữ gì các em? Ra gì nữa? Ra khỏi. Gì nè? Quê. Rồi. Hương. Ra khỏi quê hương. Gì nữa? Đi. Rồi, chữ gì nữa? Đến. Rồi, chữ gì nữa các em? Xứ. Ta chỉ
cho. Như vậy Chúa bảo ông Abraham là ra khỏi quê hương, đi đến xứ ta chỉ cho. Ông Abraham tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, ông rời quê hương, từ bỏ tất cả, đi theo sự hướng dẫn của Chúa, dù không biết mình đi đâu và sống thế nào. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của ông Abraham được Chúa kêu gọi rời bỏ quê hương là nơi thờ cúng thần tượng và đi theo Chúa đến nơi Chúa chỉ cho. Và ông có đức tin nơi Chúa, ông vâng lời, ông đi theo. Hành động việc làm chứng thực đức tin của chúng ta với Chúa. Thực hành ở trường, lớp, vài người bạn áp lực em làm những việc không đúng. Những lúc đó em cần lời Chúa nhắc nhở giúp em giữ vững đức tin nơi Chúa. Mình cần sự hướng dẫn của Chúa, lời Chúa. Mình cần học lời Chúa để biết lời Chúa dạy mình điều gì, mình làm theo. Giống như là ông Abraham hay là Abraham đã vâng theo lời Chúa để rời bỏ quê hương, đi đến nơi Chúa chỉ cho. Gợi ý cầu nguyện để bày tỏ đức tin nơi Chúa, em làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con làm theo lời Chúa dạy. Xin giúp con vâng lời Chúa. Tin cậy Chúa. Giống như ông Abraham. Ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Xin Chúa giúp con làm theo lời Chúa dạy. Xin giúp con vâng lời Chúa, tin cậy Chúa giống như ông Abraham. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.